kỳ cái gì, không chỉ riêng tiếng Anh, thì có nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng 20% trong đó là phương pháp và 80% là tâm lý của chúng ta. Nếu như các bạn có phương pháp tốt nhất nhá, có hỗ trợ thiết bị đèn đóm đầy đủ rồi máy chiếu rồi MacBook các thứ rất là hoành tráng đi, thế nhưng mà tâm lý của chúng ta không tốt và bản thân mình không muốn cố gắng và không muốn học, thì kể cả bạn có giáo viên giỏi nhất ở trên thế giới đi chăng nữa và có những phương pháp hiện đại nhất và tân tiến nhất đi chăng nữa thì bạn cũng không thể giỏi tiếng Anh được đâu. Vì vậy các bạn nhớ nhá, điều đầu tiên mà mình phải thay đổi khi mình bắt đầu học tiếng Anh đó là thay đổi chính cái tâm lý ở trong mình cái đã. Tâm lý ở đây là gì? Là động lực này, năng lượng, niềm tin, cảm xúc và bốn thứ ảnh hưởng vô cùng to lớn đến điều này. Thứ đầu tiên đấy là motivation, động lực. Động lực là cái gì? Là câu hỏi tại sao đấy. Tại sao tôi phải học cái này? Tại sao tôi lại phải học tiếng Anh? Tại sao tôi không học tiếng khác? Tại sao tôi lại phải làm bài tập về nhà? Tại sao mọi người không nói tiếng Anh cũng được mà tôi lại phải nói tiếng Anh? Tôi chẳng có lý do gì để học tiếng Anh cả. Cái đầu tiên là cái động lực. Các bạn phải tự trả lời được cho mình lý do tại sao mình học tiếng Anh, thì lúc đấy mình mới có thể tự cố gắng được. Nếu như mình không có mục tiêu rõ ràng và cụ thể nhá, thì các bạn có thể học được trong ngày 1, ngày 2, thế nhưng đến ngày thứ 3 mình cảm thấy chán, tại vì tiếng Anh mình không sử dụng hàng ngày và mình không có mục đích cụ thể cho nó, mình học cho vui thôi. Đấy, bây giờ bạn trả lời câu hỏi của mình nhá, tại sao tôi cần rèn luyện khả năng tiếng Anh? Tiếng Anh sẽ mang lại cho tôi những cơ hội gì? Chắc chắn các bạn cũng biết đến Đỗ Nhật Nam đúng không? Thần đồng nói tiếng Anh của Việt Nam đấy. Khi mà mình nói được tiếng Anh như Đỗ Nhật Nam thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Hãy thử tưởng tượng đi. Mọi người bắt đầu ngưỡng mộ bạn và nhìn bạn như một tấm gương. Đấy chỉ là những ví dụ nhỏ nhoi trong cái quá trình mà bạn trả lời câu hỏi tại sao tôi học tiếng Anh thôi. Tại vì mỗi người có một cuộc sống khác nhau, một cái xuất phát điểm khác nhau, mình không thể nói hết được tiếng Anh sẽ giúp cho các bạn những cái gì, mà cái đấy các bạn phải tự trả lời. Mình biết là làm việc này cũng sẽ rất là khó khăn, giống như kiểu là bạn sẽ phải lập trình lại não bộ của mình vậy. Thế nhưng mà nếu như bạn vượt qua được cái bước này, vượt qua được cái rào cản này, thì sau này cái việc học tiếng Anh của bạn sẽ hoàn toàn dễ dàng và không gì có thể cản trở được bạn cả. Mình thề đấy. Hãy phá vỡ rào cản tâm lý đi và học tiếng Anh sớm nhất có thể. Thế giới càng ngày càng đang phát triển hơn rồi, và thậm chí là sau này đôi khi nhá, Việt Nam biết đâu trong một ngày đẹp trời trong tương lai lại có thể nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai đi sao? Lúc đấy thì mình sẽ như thế nào?